Cho hỏi là chồng em bị ung thư hạch bạch huyết thì sử dụng nấm liên xanh nấu chung với hoa đu đủ đực có được hay không? Và khi đang hóa trị thì uống thêm thuốc nam có được hay không hay là phải dừng ạ? Chào bạn, ung thư hạch bạch huyết thì bệnh nhân có thể sử dụng kết hợp nấm liên xanh với hoa đu đủ đực được bình thường, bởi vì hai vị thuốc này thì không kỵ nhau. Để điều trị ung thư hạch bạch huyết hiệu quả hơn thì ngoài sử dụng nấm liên xanh và hoa đu đủ đực thì bạn nên kết hợp sử dụng thêm cây sả đen và cây dừa cạn để sắc uống chung với nhau. Bạn kết hợp chung 4 vị thuốc trên thì sẽ giúp tăng cường hiệu quả điều trị bạch bạn nhé. Trong quá trình hóa trị liệu, nếu như là có thời gian để sắc uống thì bạn vẫn nên sắc uống để kết hợp song song với những phương pháp điều trị bằng Tây y bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.